19. Dụng trùng thủy giới, giới dùng nước có trùng. 19.1. Giới tướng, văn giới, âm, tỳ kheo đồng, tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược, tỳ kheo ni, tri thủy khủ trùng, tự dụng nghiêu nê, nhược thảo, nhược giáo nhân nghiêu giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết nước có trùng mà tự dùng trộn hồ hay tưới cỏ cây hoặc bảo người khác tưới, phạm tội ba giật đề. 19.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự tại nước câu Diệm Di, tôn giả xuyển đà tỳ kheo, xây các phòng xa lớn, dùng nước có trùng để trộn hồ và bảo người khác trộn. Khi ấy, các trưởng giả trông thấy chê trách rằng, Sa môn thích tử không biết hổ thẹn, không có từ tâm, làm tổn hại mạng căn chúng sinh mà tự cho rằng mình biết chánh pháp. Việc làm hiện nay như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại dùng nước có trùng để trộn hồ, lại còn bảo người khác trộn làm tổn hại sinh mạng chúng sinh? Khi ấy, quý tỳ kheo nghe được những lời trách cứ đó. Những vị thiểu dục liền chê trách xuyển đà tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên đức thế tôn đức thế tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này tuy đã kiết giới rồi nhưng có nhiều tỳ kheo không biết nước nào là nước có trùng và nước nào là nước không trùng về sau mới biết nên có vị hoặc sám hối ba vật đề hoặc có vị sinh tâm sợ sệt cẩn thận đức phật dạy nếu không biết thì không phạm do nhân duyên ấy mà đức phật kiết giới lần thứ hai 19.3 Cụ duyên Giới này họ đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Nước có trùng 2. Biết có trùng 3. Không theo đúng pháp làm đồ lược 4. Khi vừa dùng thì phạm 19.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước tri thủy khủ trùng, thủy, chỉ chung các thứ nước như nước ở giếng, ao, hồ, suối, khe, sông, vân vân Trùng là những vi sinh vật sống trong nước. Trong kinh đại tập thuyết minh, súc sinh có những loài thân rất nhỏ, chỉ bằng chừng một phần mười hạt bụi, có những loài lớn trăm ngàn muôn do duyên. Có thứ trùng cực nhỏ, không thể dùng mắt thường trông thấy được cho nên phải dùng kính hiển vi phóng đại gấp trăm nghìn lần mới có thể trông thấy được nếu như dùng vải để lượt nước cũng còn trùng chính là những thứ trùng quá nhỏ đó vì thế cho nên có chỗ gọi là lự quá tánh độc nghĩa là dùng lụa thật dày để lượt chất độc nhưng thực ra đó chỉ là thuộc về loài trùng hay vi trùng trong giới này, thuyết minh loài trùng là những loài có thể dùng mắt thường trong thấy mới phạm tội. Tri là tự mình biết có trùng vì nhìn thấy chúng trong nước, hoặc do nhân duyên người khác thấy, rồi báo lại mà biết. Tự dụng, nghiêu nê, nhược thảo, nhược giáo nhân, nghiêu giả, ba vật đề. Nê là chỉ cho mọi thứ bùng như bùng vàng, bùng tro, bùng cát, bùng phân trâu, bùng hỗn hợp, phần vân. Thảo chỉ cho tất cả những loài hoa cỏ, cả đến các thứ tranh, lau, rơm rạ đều thuộc về cỏ. Nếu tỳ kheo ni biết trước trong nước có trùng mà tự mình dùng hoặc báo người dùng để trộn hồ hay tưới cỏ cây, đều phạm tội ba vật đề. Nếu trong tương lạc hay giấm, nước thánh, nước tương mạch có trùng, mà dùng các thứ nước ấy trộn hồ hoặc tưới cỏ hoặc bảo người trộm, tưới đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng đất hoặc dùng cỏ bỏ trong tương lạc, trong giấm, trong nước, trong mạch tương có trùng hoặc bảo người khác bỏ vào trong đó thì phạm tội ba vật đề. Nếu nước có trùng mà cũng tưởng là có trùng đem sử dụng thì phạm tội ba vật đề. Nước có trùng sinh nghi là có trùng nếu sử dụng thì phạm tội đột kiết la nước không có trùng mà tưởng có trùng, nếu sử dụng thì phạm tội đột kiết la. Nước không trùng mà nghi có trùng, nếu sử dụng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ Quyển 15 Thuyết Minh, biết nước có trùng, phương tiện dùng nước đó tưới cây, thì cứ một hơi thở phạm một tội ba giật đề. Tùy theo thở bao nhiêu hơi thở, thì phạm bấy nhiêu tội ba giật đề trong luật căn bổn quyển 30 thuyết minh. Chỗ nước ao, nước sông có nhiều trùng cá. Nếu bí sô có tâm sát hại loài trùng cá, tác lấy nước ấy đi, thì tùy theo có bao nhiêu sinh mạng trùng cá bị giết hại lúc đó, sẽ phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu chúng không chết, thì phạm tội đột kiết la. Nếu ngăn dòng không cho nước chảy, làm chết trùng cá, bao nhiêu sinh mạng chúng sinh bị giết hại, thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu chúng không chết, thì phạm tội đột kiết la. Tuy nhiên, nếu không có tâm sát hại, thì không phạm. Trong tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh, nếu sai người dùng tay ra dấu thì phạm tội đột kiết la. Dùng sữa lạc tưới trùng trong cỏ, trong đất, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 10 thuyết minh, dù cho nước không trùng, cũng không nên tùy tiện đổ trên đất. Nếu đổ thì phạm tội ác tác. Nên rưới hoặc đem đến một cái lỗ rộng chừng một cánh chỏ mà đổ, đó là chỗ đổ nước. 19.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. Là... 19.6 Khai duyên những trường hợp không phạm, không biết có trùng, tưởng không có trùng, hoặc là những côn trùng lớn, dùng tay khoát dưới nước cho chúng đi nơi khác, hoặc dùng nước rưới dưới đất, hoặc bảo người rưới. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm tội. 19.7 Tập giải Sát sinh hài Phật làm thương tổn tâm từ bi, nhưng quả báo ứng không sai mảy may nếu muốn cầu thoát ly sinh tử, cần phải đoạn tuyệt nhân ác. Phải biết rằng sát sinh phần nhiều do tham, sân, si gây tạo sát nghiệp. Nếu dùng nước có trùng, đó thuộc về si tâm mà tạo nghiệp. Trong Tỳ ni, tỷ bà sa luận, quyển 6, thuyết minh. Sát sinh có ba loại. Một, có người do lòng tham long, tham sừng, tham gia thịt, mà tạo nghiệp sát sinh. 2. Có người vì oán tắng sân hận mà sát sinh. 3. Có người không do tâm tham cũng không do tâm sân hận mà sát sinh. Đó gọi là do ngu si mà tạo nghiệp sát sinh vậy. Nếu dùng nước có trùng, gọi đó là người ngu si giết hại chúng sinh, dù nói rằng vô tâm nhưng cũng thuộc về tội lỗi cho nên cần phải lưu tâm xem kỹ nước hoặc dùng vật vải dày lượt sạch trước khi dùng. Trong luật Tăng Kỵ Quyển 15 Thuyết Minh, nếu tỳ kheo làm phòng xá, ôm thất, cần phải dùng nước ao, nước sông, nước giếng. Trước khi đổ vào đồ chứa, phải dùng vật lượt kỹ, xem không có trùng rồi mới được dùng. Nếu còn trùng thì phải dùng vật dày lượt lại nếu lượt rồi mà vẫn còn trùng thì lượt đến lần thứ ba nếu không hết trùng thì phải đào giếng khác vẫn phải xem kỹ và làm những việc như trên trước khi dùng nước trường hợp đào giếng thứ hai sau khi lượt trùng nhiều lần mà vẫn không hết thì phải bỏ chỗ đất đó tìm chỗ đất khác mà xây phòng về phương pháp lượt nước phải dùng ba cây dựng chéo nhau trên đầu dùng dây cột lại đặt vợt lượt nước trên phần bắt chéo của ba cây, phía dưới đặt lu hay chậu để khứng nước. Sau đó, múc nước có trùng đổ vào vợt, nước trong sẽ tự trong vợt chảy xuống lu hay chậu bên dưới. Trùng trong nước sinh sản vô chừng, có thể trước đó không có mà thời gian sau lại có, hoặc bây giờ có mà sau này không có. Thế nên tỳ kheo phải quan sát kỹ nếu không có trùng mới được dùng. Hiện nay, có đồ lượt bằng cát, tuy nước sau khi lượt xong rất trong, nhưng dễ gây tổn thương côn trùng, nên không bằng tuân theo luật dạy, đúng theo pháp dùng vải may lượt để lượt. Đệ tử xuất gia phải biết cách thức lấy nước để rưới tưới. Đặc biệt đây không phải là việc của tỳ kheo ni nên làm, huống chi là dùng nước có trùng, đây là một việc phi pháp đáng sợ trong luật thập tụng quyển 49 thuyết minh. Đức Phật bảo tôn giả Ubali rằng, Này Ubali, đời tương lai có năm việc bố úy mà hiện giờ chưa có, phải biết tìm phương tiện mà diệt trừ. Năm việc đó là gì? Một, sau này có tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí huệ. Đó là tự mình không tu thân, tu giới, tu tâm, tu trí. Thế nên khi độ người xuất gia thọ giới, không thể dạy bảo họ tu thân, tu giới, tu tâm, tu trí. Tự mình không điều phục được chính mình, nên khi độ người xuất gia thọ giới, cũng không thể dạy bảo họ tu thân, tu giới, tu tâm, tu trí. Đó là tội lỗi trong chánh pháp, tội lỗi trong tỳ ni, lỗi trong tỳ ni là lỗi trong chánh pháp. Này Ubali, đó gọi là điều bố ý thứ nhất trong đời tương lai mà hiện nay chưa có. Phải biết, phải cố tìm phương tiện mà diệt trừ việc ấy. 2. 3. Này Ubali, sau này sẽ có tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí. Đó là tự mình không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí. Thế rồi, cho người y chỉ và nuôi sa di, không thể dạy bảo họ tu thân, tu giới, tu tâm, tu trí. Vì tự mình không điều phục được chính mình, nên khi cho người khác y chỉ và nuôi sa di, thì không thể khiến họ tu thân, tu giới, tu tâm, tu trí. Đó gọi là lỗi trong chánh pháp, là lỗi trong tỳ ni, lỗi trong tỳ ni là lỗi trong chánh pháp này Ubali, đó gọi là điều bố ý thứ hai và ba. Nên biết phải cố tìm phương tiện để diệt trừ việc đó. 4. Này Ubali, đời sau có tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí. Đó là tự mình không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí. Rồi cùng với tịnh nhân, sa di gần gũi, ở gần nhau mà không biết ba tướng. Một, đào đất. Hai, nhổ, phát cỏ. Ba, dùng nước có trùng tưới rưới. Đó là lỗi trong chánh pháp. Lỗi trong tỳ ni. Lỗi trong tỳ ni là lỗi trong chánh pháp. Này Ubali, đó là điều bố úy thứ tư. Hiện giờ chưa có, nhưng đời đương lai sẽ có. Nên biết và cố tìm phương tiện để diệt trừ việc ấy. Năm này ubali về sau này có tỳ kheo không tu thân không tu giới không tu tâm không tu trí đó là tự mình không tu thân không tu giới không tu tâm không tu trí rồi cùng với người độc tụng tu đa la tỳ ni a tỳ đàm đem đoạn trước để ra sau đoạn sau để vào giữa đem đoạn giữa để ra trước hoặc sau hiện thấy mà không biết bạch pháp phạm phi pháp. Đó gọi là lỗi trong chánh pháp, là trong lỗi tỳ ni. Lỗi trong tỳ ni là lỗi trong chánh pháp. Này Ubali, đây là điều bố ý thứ năm, hiện giờ chưa có, đường lai sẽ có. Phải biết và cố tìm phương tiện diệt trừ việc ấy. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì tỉnh giới. Đừng vì bụng, miệng mà làm những việc tưới rưới, phá hoại chánh pháp tự mình phải trầm luân trong sinh tử, phải cẩn thận giữ gìn. 20. Phú ốc quá tam thiết giới, giới lợp nhà quá ba lớp. 20.1. Giới tướng, văn giới, âm, tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác đại phòng, hộ phi sông vũ, cặp dư trang sức cụ, chỉ thọ phú thêm, tề nhị tam tiết, nhược quá giả, ba vật đề. Nghĩa Đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni làm phòng nhà lớn, có cửa cái, cửa sổ và những phụ kiện trang trí khác, chỉ nên lập nhà chừng hai ba lớp trở xuống. Nếu lập hơn thì phạm tội ba vật đề. 20.2 duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diêm Tỳ. Khi ấy, tôn giả xuyến đà tỳ kheo, xây cất phòng xá lớn, lập mái còn dư tranh nên lợp lớp thứ hai, còn dư lại lợp thêm lớp thứ ba mà vẫn còn dư tranh. Bây giờ, tôn giả xuyến đà suy nghĩ rằng, ta không thể thường xuyên đến nhà đàn Việt cầu xin tranh vậy thì phải lập tiếp cho hết số tranh còn dư này. Vì mái quá nặng nên nhà bị sập. Khi ấy các cư sĩ trông thấy chê trách việc làm của thầy xuyến đà tỳ kheo rằng sa môn thích tử không biết hổ thẹn, khất cầu không nhàm. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hôm nay chúng ta trông thấy có gì là chánh pháp. Nếu biết chánh pháp, sao lại làm phòng xá lớn, lại lợp mái quá nhiều lớp đến nỗi nhà bị sập như vậy đàn việc dù bố thí cho nhưng người thọ phải tri túc bây giờ quý tỳ kheo khác nghe rồi đến bạch lên đức thế tôn đức phật vì các tỳ kheo kiết giới này rằng nếu tỳ kheo xây cất phòng xá lớn có cửa cái cửa sổ và những phụ kiện trang trí khác phải lợp mái chừng hai ba lớp mà thôi nếu lợp quá quy định thì phạm tội ba vật đề 20.3 Cụ Duyên Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Vì chính mình 2. Tự lập hay bảo người khác lập 3. Đến lớp thứ ba nếu chưa xong mà không chịu đi đến chỗ không thể thấy, không thể nghe 4. Lập xong lớp thứ ba thì phạm tội. 20.4 Phạm Tướng nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước tác đại phòng trong luật thập tụng quyển 11 thuyết minh đại phòng tức là chỉ cho ôn thất giảng đường hợp lưu đường cao lầu trùng cát vậy trong ma đắc lạc già quyển 2 thuyết minh thế nào là đại phòng tức là phòng riêng gọi là phòng xá lớn hay phòng có chủ gọi là phòng lớn trong luật nhiếp quyển 10 thuyết minh, trụ xứ lớn có hai loại, lớn về hình lượng và lớn về vật bố thí. Giới này căn cứ vào hình lượng lớn. Hộ phi sông vũ, cặp dư trang cụ sức cụ. Hộ là chỗ có thể ra vào trong nhà ở, nên phạm nơi nào ra vào được thì gọi là hộ, phi là cánh cửa trong nhất thiết kinh âm nghĩa thuyết minh cửa một cánh gọi là hộ cửa hai cánh gọi là môn ngoài ra nơi đường thất cũng gọi là hộ cửa nơi khu vực trạch xá gọi là môn cửa được xây nơi chỗ có vách tường gọi là vũ cửa nơi phòng ốc gọi là sông là những nơi giúp cho ánh sáng rọi vào và làm thông gió trang sức nghĩa là những hoa văn trạm khắc trang trí. Chỉ thọ phú thiêm, tệ nhị tam tiết như quá giả ba giật đề. Thiêm là bệnh đang lợp, nghĩa là dùng tranh lâu, bệnh làm phách, làm mái nhà. Có hai cách lợp nhà, lợp dọc và lợp ngang. Tiết có nghĩa là lớp. Tiệt cao ni chỉ nên lợp hai lớp, qua đến lớp thứ ba, dù lập chưa xong cũng phải đi ra khỏi nơi đó, một khoảng xa chừng độ không nhìn thấy dạng, không nghe âm thanh phát ra. Nếu lập lớp thứ ba xong thì phạm tội ba vật đề. Nếu dời chỗ nghe đến chỗ thấy hoặc dời chỗ thấy đến chỗ nghe thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển sáu thuyết minh, nếu tỳ kheo làm phòng xá lớn, xây nền, chưa cửa sổ, cửa cái cần phải làm cho chắc chắn lợp hai ba lớp nếu quá ba lớp thì phạm tội ba vật đề nếu lợp bằng cỏ bằng ngói bằng ván đến lớp thứ tư thì bất cứ vật liệu là cỏ ngói hay ván đều phạm tội ba vật đề 20.5 kim chế trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề ba chúng sau phạm tội đột kiết la 20.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Chỉ lập xong hai lớp Để lớp thứ ba như chưa xong Thì đi khỏi chỗ đó một khoảng cách Không thấy hình, không nghe tiếng Trường hợp bị những mương rảnh Đường nước gián đoạn ngăn bích Hay bị nạn giặc cướp ác thú Nước sông dâng lên Hoặc bị kẻ có thế lực bắt đem đi Bị trói nhốt Hoặc xảy ra nạn mạng phạm hạnh nạn vân vân mà không đi đến chỗ, không thấy, không nghe, thì không phạm tội. 20.7 Tập giải Nếu tỳ kheo ni xây cất phòng xá lớn, quá mức độ sử dụng, lãng phí của thi chủ, tổn phước đức của mình, đó thuộc về tâm tham lam, tạo nghiệp bất thiện nơi ý địa. Cho nên trong đời hiện tại bị thế nhân chê bai, hiềm trách. Hơn nữa, Phòng xá càng rộng lớn thì càng nhọc công quét dọn, mất nhiều thời giờ, hao tốn công phu, bỏ bê việc tu tịnh nghiệp, làm chướng ngại pháp chánh đạo. Do nhân duyên đó, sau khi mạng chung, bị đọa vào trong tam đồ, thọ khổ báo xấu xa. Khi quả báo trong tam đồ đã mãn, được sinh làm người, dù có tiền của, cũng bị tán thất một cách bất ngờ. Thường chịu quả báo, nghèo cùng, khổ sở, đó là nhân quả báo tham lam, xài dùng lãng phí tài vật của người trong kiếp trước vậy. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải nhàm chán cảnh sinh tử, xa lìa tham sân si. Quán ba cõi này là nơi không an ổn, không nên tham luyến an trụ trong đó. Phải xem ba cõi chẳng khác gì hầm xí, như chốn lau ngục, phải mau cầu thoát ly. Tùy thuận lời Phật dạy, kéo giữ gìn giới cấm, tu hành tinh tấn mau chứng bồ đề